Xin chào các bạn đến với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Và ngày hôm nay thì mình cũng chuẩn bị một số cây phôi hoa giấy Mỹ rất là to. Số cây cúc cao 1 mét mấy nha anh em. Và số cây giá rẻ tầm khoảng 30 ngàn. Phía sau clip mình cũng có hàng rất là nhiều nha anh em. Ngày qua mình bấn xe tải về cũng mấy trăm cây qua. Còn đầu tiên chúng ta đến cây số 1 nha anh em. Cây số 1 này thì nó có thông số là hoành 28 qua. 28 và nó cao 70 tàn thiên nhiên nha anh em. Dàn cành nó cũng khá là đều qua. Hoành 28. Hoành 28 là mình đo cái vị trí cổ nha anh em, vị trí cổ trên đây ha, chứ còn cái đế gì to lắm anh em, đường kính đế cái gang tay mình cục đế đặt cứng luôn nha anh em. Rồi con phôi số 1 nha anh em. Con này thì mình giao lưu anh em 370k bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. 370k em giao lưu anh em, con rất là to luôn, con này nặng khoảng hơn 10 kg mà. Rồi anh em quan sát em xuống cây luôn tí. Rồi tiếp theo thì mình đến con phôi số 2 nha anh em. Cũng dàn cây kiểu tàn thiên nhiên, cành chi cũng khá đều và em để cho anh em rất là nhiều nhánh, anh em dễ ghép và bung tàn cũng sao là mình sửa tàn cũng dễ. Và con này thì cao 1 mét, hoành 24 nha anh em, hoành 24 cao 1 mét, cái cục đế nó cũng to cũng đặc bạn. Hoành 21 mình, hoành 24 mình đo khúc ở trên đây, em đo khi chiếc con eo đế nha anh em, còn cái đế thì to lắm anh em ơi, đừng kính đế gan tay em lần, cao 1 mét. Con này em cũng giao luôn anh em 370k luôn, em bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. 370 rậm xuống cây luôn. Rồi tiếp tục thì mình đến mã số 3. Mã số 3 mình có 2 cây nha anh em. Đây là cây đầu tiên của mã số 3. Cây dáng cao tàn thiên nhiên, cành chi rất là nhiều. Con này hoành 24 cao 1,2 các bạn. Hoành 24 cao 1,2 nha anh em. Rồi còn con thứ hai cho lên luôn tí ơi. Con thứ hai cũng dáng cao cũng tàn thiên nhiên luôn các bạn. Đây là con thứ hai của mã số 3 nha anh em. Con này hoành 21 và nó cao 1,2. Hoành 21 cầm 1m2 nha anh em, cái dàn cành đó các bạn khá là đều. Rồi cho hai con lên cho anh em xem cho dễ tí. Đó, hai con dáng cao rất là đẹp trai nha anh em. Mã số 3 hai con. Hai con này em giao lưu anh em 500k thôi. 500k hai con luôn, em bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Hai con này cái cành nó rất là nhiều anh em ơi. Này mình đi ép vô là cái phôm tàn nó lớn lắm các bạn. Rồi 500k mã số 3. Hai con em bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Xuống cây tí. Rồi tiếp tục thì mình đến cái mã số 4. Mã số 4 là hai con cúc cao nha anh em. Hai con cúc cao trên cành, trên đầu cành nó có rất là nhiều nhánh, cốt là thẳng tưng luôn các bạn. Cây đầu tiên của mã số 4 nè anh em. Con này thì thông số hoành nó 21 và nó cao 1,6 các bạn. Hoành 21 cao 1,6, cho con thứ hai lên tí ơi. Mã này mã thứ tư chứ. Rồi còn đây là cây thứ hai các bạn. Cây số 2, cây thứ hai của mã số 4 nha anh em. Cái mã số 3 là mã đôi, 1 với mã 2 là mã đơn các bạn. Này mã số 4 cũng mã đôi luôn, hai cây dáng cao. Con này thông số hoành 19 cao 1,6 luôn. Cành cốt nó cũng khá là đều các bạn. Rồi cho hai con lên luôn tí ơi. Hai con này anh em làm tàn dù phù hợp, khá phù hợp nha anh em. Đó hai con. Rồi hai con ra em giao luôn em 380k thôi. 380k hai con này làm bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. Rồi em xuống cây luôn rồi. Xuống cây luôn tí. Rồi tiếp tục thì mình đến mã số 5. Hai cây cúc cao, cúc to anh em ơi, cao vút luôn. Nó cao một cây này đầu tiên là của mã số 5 anh em, nó cao 175 cm các bạn. 175 là mình không tính cái bầu nha anh em, mình tính từ cái mặt bầu trở lên thôi, tính phủ bì luôn, tổng chiều dài của nó luôn là 185 cm. Con này thì hoành 26. Rồi cho con thứ hai lên tí ơi. Con thứ hai cũng to cũng cao luôn mà. Đây là con thứ hai nè anh em. Con thứ hai. Hai cây này rất là cao, rất là phù hợp anh em ghép tàn dù hoặc là mình làm hàng ghép cổng các bạn. Đụng miếng lưới quay không được mình dê lại tí ơi. Con này hoành 25 cao 185 cm luôn nha anh em. Rồi cho hai con lên cho anh em xem dễ tí. Hai con này rất là đẹp trai luôn mà, rất là cao. Mấy cái cao này thì tiền cước rất là nhiều tiền mà. Một cây thì mình đo tổng chiều dài 185, còn cây mình đo phủ bì 185 nha anh em. Cây mà tổng chiều dài kia mình có thể mình cắt cục bằng nhau bằng đang dễ xếp bằng, cao quá bu cục sợ nó không dám xếp nha anh em. Em sẽ để tổng chiều dài cho anh em mà bu cục nó không chịu em sẽ cắt, còn 185 cho hai con đều nhau em xếp coi. Rồi cái cặp này thì hai cây cho nó chuẩn dáng lại cho anh em xem vậy tí. Đó hai cây này dáng rất giống nhau bạn, nhưng mà để chỉnh cái kiểu cái là nhìn nó không giống nhau nha tí. Đó, hai con rất là đẹp luôn anh em ơi.
Cặp này em giao luôn em 650 nha anh em. 650 một cặp nha, em bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Cái hàng trên 1m7 là tiền cước nó mắc dữ lắm các bạn. Hai cây rất là to cao luôn, cái cốt lên tới trên nó nâng to luôn các bạn. Rồi anh em quan sát xuống cây nha anh em. Đây là mã số 5 có hai cây cao vút nha anh em. Xuống cây luôn tí ơi. Rồi tiếp tục thì mình đến mã số 6 nha anh em. Mã số 6 có hai cây. Cây này đầu tiên nè, một rễ quấn quái lắc lượng thân 19, hoành thân 19 và chiều cao 70, tàn thiên nhiên, cành chi trên ngọn rất là nhiều cành. Rồi cho con thứ hai lên tí ơi. Con thứ hai có phân dáng cũng kiểu giống cũng gần tương tự mà. Trên ngọn cũng rất là nhiều cành, cũng một rễ quấn quái luôn. Cộng rễ nhỏ anh em có thể cắt bỏ cũng được nha anh em. Con này hoành 22, cao 68. Rồi cho hai con lên tí ơi. Đó, hai con. Hai con này em giao luôn em 250 nha anh em. 250 một cặp nha, mã số 6 em bao sóng bao xích toàn quốc luôn. Rồi lắc hơn kia cái cho anh em xem cái xuống luôn kìa. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Rồi tiếp tục mình đến mã số 7. Cây đầu tiên một thân co lắc. Cây này thông số hoành 19, cao 55 nè anh em. Rồi cho thứ hai lên tí ơi. Đây là con thứ hai các bạn, cũng một thân co lắc luôn. Hoành 21, cao 60. Rồi cho hai con lên tí ơi. Con 55, con 60 nói chung là dáng cũng khá tương đồng, em có thể cắt cái ngọn kia lụng xuống chút xíu là được. Rồi cặp này em giao luôn em 260k hai con nha anh em, 260 nha. Hai con một rễ quấn quái coi. 260 mà số 7, bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi xuống cây luôn tia. Rồi tiếp tục đến hai con mã số 8, mã số 8 hai con dáng đổ, hoành 19 có 50 là cây đầu tiên các bạn. Rồi chẳng thấy thứ hai lên tia. 12 cái thứ hai thì hoành 17 có 60 cũng dáng đổ luôn nha anh em. Rồi dựng lên hai con lên cho anh em xem cho dễ tí ơi. Rồi hai con nha anh em, hai con dáng đổ cũng khá đẹp trai. Cặp này thì em xin phép giao luôn em 240k, 120.000 cây, hai cây 240, bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em, hai cây dáng đổ nha anh em. Dáng khá đẹp à. Xuống cây tí ơi. Rồi tiếp tục mình đến mã số 9, cây đầu tiên hoành 17, 55, dáng lông lắc lượng. Rồi cho thứ hai lên tí ơi. Con thứ hai cũng có phong dáng tương tự bằng một rễ quấn quái cũng khá là quái. Cái con này thì thông số hoành 16, cao 45. Ủa cái con này nó có cái sẹo chỗ này nha anh em. Đây nè. Nó bị chốc, nó bị tê, bị mà xước miếng da nè bạn. Mà kiểu cũng khá là lâu rồi. Khô mài rồi. Rồi cho hai con lên tới đây. Rồi hai con cây bình thường, cây bị chạy chút xíu nha anh em. Em sẽ giảm lỗ cho anh em luôn. Cặp này em giao luôn em 200k thôi các bạn. Coi như em trừ lỗ cho anh em cây này luôn nha anh em. Rồi 200k hai con luôn, con 100.000 hai con 200, dáng cũng quấn quái mà, bao sóng bao xích toàn quốc luôn anh em ơi. Mã số 9 phải không Tây? Mã số 9 mà, xuống cây tí ơi. Rồi tiếp theo mình đến mã số 10. Mã số 10 đầu tiên này có thông số là hoành 19 cao 65. 55 chứ. Hoành 19 cao 55 nha anh em. Cây đầu tiên của mã số 10 nè, cho con thứ hai lên tí ơi. Đây là con thứ hai các bạn. Con thứ hai thì hoành 19 cao 60. Rồi cho hai con lên cho anh em xem dễ luôn tí ơi. Rồi 220 luôn. 101.000 cây, 2 cây 220. Bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Tiếp theo đến mã số 11 cây đầu tiên. 10 hoành 14 cao 60 nha anh em. Hoành 14 cao 60 là cây đầu tiên của mã số 11. Cho thứ hai lên tí ơi. Đây là con thứ hai các bạn, 17 cao 60. Rồi 100.000 cây. Hai cây cây tàn thiên nhiên cành chi khá đều, anh em tập ghép mình mua những cây này về dễ ghét các bạn. Mấy cây này em bỏ bầu mấy bữa nay nó ra mầm về sọc luôn anh em, ra mầm rất là mập luôn nè. Rồi 100.000 cây nha anh em, hai cây 200 bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Mã số 11 ha tí. Mã số 11 nha anh em, xuống cây tí ơi. Rồi tiếp tục thì đến mã số 12 nha anh em. Cây đầu tiên mã số 12 hoành 18 cao 65, cây dáng bay. Rồi cho thứ hai lên tí ơi. Đây là con thứ hai hoành 22 cao 55. Cái con này nó bị chạy da nè anh em. Nó chạy da. Chạy chút xíu thôi, phần con tay cái thôi. Nên xem sẽ giảm lỗi phần đó cho anh em luôn nha anh em. Rồi hai con cho lên tí ơi. Rồi 100.000 cây luôn anh em ơi. Giờ em sẽ trừ lỗi con này nha. Hai cây 200k, bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. 200k hai con, mã số mấy quên tí? Mã số 11. 12 chứ 11 gì tí? Rồi hai con này là mã số 12 nha anh em. 100.000 cây, hai cây 200, mã số 12. Con cây này bị lỗi em giảm giá nha. Rồi em xuống cây luôn qua. Rồi tiếp theo mình đến mã số 13. Mã số 13 này em có 3 cây nha anh em.
ra cây đầu tiên hoành 18 nè, cao 50. Rồi cho con thứ hai lên tí ơi. Con thứ hai thì dán đổ cong nha anh em. Con này em bán ế mấy bữa nay lâu rồi, ra mầm về sọc hoành 17 cao 40. Rồi con tiếp theo lên con tí. Rồi, đây là con thứ ba. Con này hồng số hoành 21 cao 42 các bạn. Ba cây nha anh em. Đây em có cái cây này các bạn. Đây em có cái cây này. Cây hẩm gài em bứng mấy bữa lâu quá lâu rồi, nay nó ra mầm về sọc luôn anh em. Và nó đang có hiện tượng ra rễ nè. Đây, cây này hẩm gài em không có bầu luôn mà em để khô khan luôn nha, mà nó vẫn ra rễ nha anh em. Đó, nó vẫn ra rễ. Cái này vậy anh em về bầu lại nó ra mạnh các bạn. Cây này thì hồi lần nó có bệnh bị bệnh đây, vết bệnh ở bên đây. Đó, vết bệnh mà cũng sành này. Đó, gãy gãy về sọc luôn. Rồi bốn cây dựng sát cho luôn luôn tí. Ba cây này với cây trên đây nha em. Giờ giao luôn em 330k thôi. 330 bốn cây luôn các bạn. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha em. Đó, ba cây bình thường nha em, với cây này nó bị bệnh nha. Cục đế này to lắm mà cục đế đặc cứng luôn nha em. Rồi mình xuống cây lên cây tiếp theo luôn tí. Rồi tiếp theo mình đến mã số 14. Mã số 14 mình có 11 cây nha anh em. Em có 11 cây tương tự y hình nè. Hoành của nó thì khoảng 11, 12. Trên dưới 11, 12 nha anh em. Có nhỏ hơn và có bé hơn nha anh em. Cho mình bán bày các bạn. Cho nên là cái thông số hoành nó có thể xích chênh lệch các bạn. Chiều cao thì trên dưới 60 đến 65 nha anh em. 11 cây này em giao luôn em 350 nha anh em. 350 11 cây em bao sống bao xếp toàn quốc. Đây là 4 cây các bạn. Rồi xuống lên cây tiếp theo luôn tí. Rồi đây là 4 cây tiếp theo của mã số 14. Mã số 14 mình có 11 cây. Đây là 4 cây tiếp theo là cây 5, 6, 7, 8. Chiều cao cây này thì 65 đến 70 nha anh em. Hoành 4 cây này thì tầm khoảng cũng trên dưới 11. 11, 12, 9, 11, 12 nha anh em. Rồi 8 cây. Gom lại luôn tí. Rồi đây là còn 3 cây còn lại là 9, 10, 11 nha anh em. Cũng thông số cũng tương tự luôn. Chiều cao khoảng trên dưới 60. Và hoành thì trên dưới hoành 10, 11. Rồi gom 3 cây này lại đằng kia luôn tí. Đây em sẽ gom nguyên đống cho anh em xem luôn. Rồi nguyên đống này 11 cây nha anh em. Giao luôn em 350 ngày 11 cây em bao sống bao ship toàn quốc. Tầm khoảng ba mấy ngàn cây rồi. Rồi mình đến vòng bô tiếp theo luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục mình đến mã số 15. Mã số 15 mình có 12 cây. Cây thì hoành thì trên dưới 11, 12 nhưng tuy nhiên thì chiều cao nó thấp hơn cái mã số vừa rồi nha anh em. Mã này lùng hơn, cây cũng to tương tự. 4 cây đầu tiên nè. Này trên dưới 50, cao trên dưới 50 và hoành 11, 12. Chắc hơn 12 quá, cây này hơi mập mập không mấy cây nãy chút quá. Rồi xuống cây lên cây tiếp theo luôn tiên. Rồi, 4 cây tiếp theo. 4 cây này thì nó hơi cao cao hơn 4 cây vừa rồi chút nha anh em. Thông số tương tự luôn. Tách rời rạc ra cho anh em ngắm dễ hơn tí. À đó. Rồi xuống đi lên cây tiếp theo luôn. Rồi đây là 4 cây còn lại. 4 cây này nhỏ hơn 4 cây 8 cây vừa rồi nha anh em. 12 cây. Tổng cộng 12 cây mã số 15 12 cây em gom nguyên đống cho anh em xem luôn. Rồi mã số 15 12 cây này em giao luôn em 280k thành bao sống ship toàn quốc qua. 280 mà 12 cây nha anh em. 282 cây có hai mấy ngàn cây thôi. Rồi em đến cây tiếp theo luôn anh em ơi. Rồi em đến cái mã số cuối cùng nha anh em. Mã số này em không biết còn nhiêu luôn, chắc khoảng 12 cây, 11, 12 cây nhưng mà kiểu dáng nó thấp các bạn. Này dáng nó lùn, bonsai nha anh em. 1 nè, 2 3 4 5. Rồi chắc luôn 6 7 8 13 cây luôn anh em ơi. Cái mã số này nhiều cây nhất nha anh em. Mà cây nó thấp hơn nha. Rồi 13 cây này em giao luôn em 280k luôn, 13 cây luôn một đống luôn, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Đó, một bó nhưng mà 280 á. Này về anh em làm bonsai rất là phù hợp nha anh em. Rễ gốc nó cũng quấn quái quấn quay vòng vòng cho anh em xem cái kia. Rễ gốc nó cũng quấn quái quá. Rồi 13 cây 280k tính ra khoảng 20.000 cây thôi, làm sẽ bao sống bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha anh em. Rồi em xin phép em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em.